Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời sự quốc tế. Ngày 17 tháng 11, Liên Hợp Quốc đã công bố dự thảo đầu tiên về thỏa thuận chung của hội nghị COP27 đang diễn ra tại Ai Cập. Văn bản tiếp tục nhắc lại mục tiêu giảm nhiên liệu hóa thạch nhưng không đề cập đến quỹ bồi thường thiệt hại. Dự thảo thỏa thuận không chính thức của COP27 nhắc lại các mục tiêu của Hiệp ước Khí hậu Glasgow được thông qua hồi năm ngoái, nhằm thúc đẩy các biện pháp hướng tới giảm dần năng lượng từ than và khí đốt không có công nghệ giữ lại, đồng thời loại bỏ dần những chương trình trợ cấp nhiên liệu hóa thạch không hiệu quả. Tuy nhiên, dự thảo không đưa ra kêu gọi loại bỏ toàn bộ nhiên liệu hóa thạch như đề nghị của Ấn Độ và EU. Dự thảo cũng không đề cập đến nội dung lập quỹ bồi thường cho những tổn thất và thiệt hại, một yêu cầu quan trọng của những nước dễ bị tổn thương nhất trước biến đổi khí hậu, song hoan nghênh việc tiếp tục thảo luận về vấn đề khó khăn này. Văn kiện được soạn thảo dựa theo đề xuất của các đại biểu đến từ gần 20 quốc gia và vùng lãnh thổ và sẽ tạo cơ sở cho các cuộc đàm phán diễn ra trong những ngày tới. Hội nghị COP27 dự kiến sẽ bế mạc vào ngày 18 tháng 11. Sau khi Triều Tiên phóng một tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía đông vào sáng qua, quân đội Hàn Quốc cùng ngày xác nhận đã cùng lực lượng Mỹ tiến hành tập trận phòng thủ tên lửa. Tuyên bố của quân đội Hàn Quốc cho biết hoạt động diễn tập phòng thủ tên lửa được lên kế hoạch từ trước với sự tham gia của tàu khu trục được trang bị hệ thống chiến đấu Aegis. Tuyên bố cũng bày tỏ quan ngại về vụ phóng tên lửa đạn đạo mới của Triều Tiên, đồng thời sẽ duy trì trạng thái sẵn sàng và theo dõi sát động thái của Bình Nhưỡng. Theo thông báo của quân đội Hàn Quốc, Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía đông. Tên lửa bay được khoảng 240 km, đạt độ cao 45 km và vận tốc tối đa là 4.939,2 km/h. Vụ phóng được thực hiện trong bối cảnh Triều Tiên cảnh báo sẽ có hành động quân sự cứng rắn nếu Mỹ tiếp tục các hoạt động diễn tập quân sự cùng với các đồng minh trong khu vực. Liên quan đến thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc có tên sáng kiến ngũ cốc biển đen giữa Nga và Ukraine, Bộ Cơ sở Hạ tầng Ukraine hôm qua thông báo thỏa thuận này đã được nhất trí gia hạn 120 ngày và Liên Hợp Quốc cùng Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục bảo trợ cho thỏa thuận. Tuyên bố của phía Ukraine cho biết quyết định kéo dài thỏa thuận đã được đưa ra tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Một quan chức cấp cao Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã xác nhận rằng thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc dự kiến hết hạn vào ngày 19 tháng 11 sẽ được kéo dài thêm 4 tháng, theo các điều khoản hiện hành. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã hoan nghênh việc các nước nhất trí gia hạn thỏa thuận để tạo điều kiện cho xuất khẩu nông sản của Ukraine từ các cảng phía nam nước này bên bờ Biển Đen. Sáng kiến ngũ cốc Biển Đen được Nga và Ukraine ký kết riêng với Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ hôm 22 tháng 7 nhằm giải quyết vấn đề cung cấp lương thực và phân bón ra thị trường toàn cầu. Trước nguy cơ nước biển dâng cao có thể nhấn chìm hoàn toàn Tuvalu, đảo quốc Thái Bình Dương này đã công bố kế hoạch xây dựng một phiên bản kỹ thuật số của chính mình trên vũ trụ nhằm bảo tồn lịch sử và văn hóa. Đây đồng thời cũng là lời kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động trước khi quá muộn để bảo vệ những đảo quốc nhỏ đang dần chìm trong nước biển. Phát biểu trực tuyến tại COP27 thông qua một dịch vụ vũ trụ ảo, nơi Tuvalu đã số hóa xong đảo Replica of Teafuliku, Ngoại trưởng Tuvalu Simon Koff cho biết việc thành lập một quốc gia kỹ thuật số sẽ cho phép Tuvalu tiếp tục hoạt động như một nhà nước, ngay cả khi hoàn toàn chìm trong nước biển theo nghĩa đen. Hòn đảo mà tôi trình bày bài phát biểu của mình tại COP27 là mảnh đất đã được số hóa đầu tiên của đất nước chúng tôi. Rõ ràng không một người Tuvalu nào một đất nước chỉ còn tồn tại trên thế giới ảo. Chúng tôi muốn cứu các đảo của mình và đó là lý do chúng tôi kêu gọi cắt giảm lượng khí phát thải. Tuvalu là một quần đảo ở Thái Bình Dương, gồm 9 đảo và nằm giữa Australia và Hawaii với khoảng 12.000 người sinh sống. Các nhà khoa học đã dự báo đến cuối thế kỷ, toàn bộ quần đảo này sẽ chìm trong nước biển. Hôm qua, hơn 508.000 thí sinh gồm học sinh trung học phổ thông và học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông tại Hàn Quốc bắt đầu tham dự kỳ thi tuyển sinh Đại học Quốc gia CSAT. Đây là một trong những kỳ thi đại học khốc liệt nhất châu Á. Nếu đỗ đại học, các sĩ tử nghiễm nhiên có được tấm vé thông hành giúp mở ra tương lai tốt đẹp. Vì thế, các sĩ tử nói riêng và người dân Hàn Quốc nói chung coi kỳ thi CSAT là tối quan trọng. CSAT 2022 là năm thứ 3 Hàn Quốc tổ chức thi tuyển sinh đại học kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát vào đầu năm 2020. Đây cũng là năm đầu tiên thí sinh có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 được phép thi tại điểm thi thay vì bị cách ly tại nhà hoặc bệnh viện. Kỳ thi vào Đại học Hàn Quốc năm nay được tổ chức trong bối cảnh vừa xảy ra sự kiện dẫm đạp tại khu phố Itaewon ở thủ đô Seoul, cướp đi sinh mạng của 156 người, đa phần là thanh thiếu niên. Do đó, kỳ thi căng thẳng này càng bị tăng thêm áp lực.
Trong bối cảnh làn sóng COVID-19 mới, chính phủ Hàn Quốc cũng đã thắt chặt các biện pháp phòng ngừa COVID-19 như mở rộng điểm xét nghiệm, cơ sở dữ liệu. Dữ liệu từ ngày 1 đến 7 tháng 11 của Bộ Giáo dục Hàn Quốc cho thấy 1.858 học sinh trung học có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. Bản tin thời sự quốc tế xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.